làm cho thay đổi của cái một cái acid amin là arginine trên cái DNA của bệnh nhân, trên cái protein của bệnh nhân, làm ra là citric acid, và cơ thể sẽ bị nhầm lẫn khác là còn lạ, nó sẽ tấn công vào trong cái kháng tự kháng thể anti-citric này, tấn công vào cái chuỗi mà protein có cái sự thay đổi vị trí và chức năng này nha. Và cái này có nhiều nhất trong thành phần fibrin collagen có ở monoxid, do đó là cái màng hoặc dịch và rất là giống như thế, thì đó là một lý của vi khuẩn giảm thấp mà mình đã học. Thì collagen tương tự mình phải học một cái bệnh lý nó còn hiểu mình hơn nữa, và nó có rất rất là nhiều cái tự kháng thể. Trong đó những tự kháng thể này, nếu như mà trong cái bệnh của mình đó, trong cái bệnh viêm gan cấp là cái kháng thể anti-histamine chống lại một cái thành phần là fibrin, thì trong lưu vực băng đỏ thì nó lại là tự kháng thể chống lại bệnh nhân tế bào, nó được gọi là kháng thể kháng nhân. Như vậy thì trong cái tế bào của mình có cái loại nào có hồng cầu, ta có hồng cầu là nguyên nhân, còn gần như tất cả các mô cũng đều có tế bào có thể có nhân hết. Và nếu như vậy thì mình có thể dùng nguyên nhân để trong cái phân loại để có nguyên cái có thể tổn thương đa cơ quan, nên có thể tổn thương rất rất là nhiều cơ quan, và trong thực tế cũng đúng như vậy. Trong thực tế là nó tổn thương rất là nhiều cơ quan, do đó vì tổn thương quá nhiều cơ quan đi nên là không dễ mà nhận diện ra được nó, không dễ mà tức là cái số đó đã có thể tới bất kỳ một khoa nào. Nếu như mà bệnh nhân biểu hiện ở ngoài da nhiều thì sẽ tới da liễu, nếu như mà bệnh nhân biểu hiện ở khớp nhiều sẽ tới tư khớp, nếu như một tổn thương nó thận thì nó sẽ tới là thận là những khoa thận tiết niệu, và nếu như mà tổn thương ở màng phổi thì sẽ tới hô hấp, và nó tổn thương màng tim thì tới tim mạch. Và như vậy khi mà bệnh nhân tới chuyên khoa nào thì chuyên khoa chỉ thấy vấn đề của chuyên khoa mình và không nghĩ tới lưu vực băng đỏ hệ thống là bệnh sẽ toàn thân, do đó là đưa đến. Nhưng mà khi mà bệnh tự miễn thì nếu như mà mình nghe cái tên là bệnh tự miễn thì mình sẽ biết ngay thì sao, chắc chắn bệnh nhân này phải được điều trị đặc biệt để tác động lên trên hệ miễn dịch, ta phải có điều những cái rối loạn tự tạo kháng thể đó thì nó mới có thể kiểm soát được bệnh. Còn nếu như mà điều trị cái đó, điều trị đó thì chắc chắn bệnh nó sẽ tiến triển, và nó cứ tiến triển nó phá hết cái mô này cái mô kia thì nó đã ảnh hưởng đến mô nào, cái cơ quan nào, cái nội tạng nào, thì đó là cái sự là cái sự tổn thương vĩnh viễn không hồi phục nha. Tổn thương vĩnh viễn không hồi phục thì mình thấy là cái lưu vực băng đỏ hệ thống nó nguy hiểm hơn là viêm thất dạng thấp rất là nhiều. Viêm thất dạng thấp nó cũng là một bệnh lý tự miễn, nó cũng ảnh hưởng toàn thân, nhưng mà chủ yếu của nó là thất. Vì vậy khi mà mình điều trị chậm trễ thì đa phần nó sẽ làm cho mất chức năng vận động nhưng mà còn sống. Còn trong lúa đã hệ thống này, nếu như mà mình điều trị chậm trễ thì bệnh nhân sẽ tử vong, nó sẽ tử vong chứ không phải chỉ có mất chức năng vận động như là trong cái bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Và đó là lý do vì sao mà cái chẩn đoán của cái lưu vực băng đỏ hệ thống này rất rất là quan trọng. Và do nó quan trọng như vậy thành ra là trong một khoảng thời gian vài năm nay thì cái nó sẽ được thay đổi, cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó có sự thay đổi rất là nhiều.
thì cái cơ chế của cái bệnh lupus nó ở hệ thống này nó cũng giống như tất cả các cái bệnh lý tự miễn khác, tức là phải trên một cái cơ địa bệnh nhân có những cái gen đặc biệt, các cái cơ địa đặc biệt là gen tiết. Trên cái cơ địa đặc biệt này khi gặp một cái yếu tố kích hoạt từ trong môi trường, giả sử như là trong cái bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó là hút thuốc lá, em nó là nhiễm siêu vi, thì ở trong đây cũng vậy, yếu tố môi trường mà người ta hay nhắc tới ở trong cái bệnh lupus không rõ hệ thống thì nó cũng vậy, là nhiễm trùng và trong đó nhiễm siêu vi là hàng đầu. Thì sao nhiễm siêu vi là hàng đầu? Nó rất là dễ rồi, trong đó các con virus thì chuyên vào trong cơ thể mình phải dùng các cái chuỗi DNA hoặc RNA của ký chủ để mà tổng hợp cái thành phần của virus. Chiếm tới 85%
trường hợp, nhưng mà 85% trường hợp này nó rất là nhiều dạng, chứ không phải là chỉ có một dạng. Nó có thể là phòng ban nhiễm khuẩn cơ mặt, nó có thể là phòng ban nhạy cảm ánh sáng. Tí xíu cô sẽ cho biết cái dạng này cô giải thích. Có thể là mề đay nha, thì tổng hợp hết tất cả các mệt mỏi, nó có một cái mệt mỏi mà 85%. Còn cái tổn thương da thì nó tổn thương đủ kiểu, tất cả các kiểu đó tổng hợp lại mới là 85% các cái trường hợp nha. Thì nó cũng là nhiều đó, nhưng mà nó không bằng cái mệt mỏi. Rồi xong rồi xuống tới nữa, mình thấy là ở ngực là có 55% thôi, thì triệu chứng nổi bật của nó là tràn dịch màng phổi. Rồi tới hiện tượng đây nó không có 20% à, mà khớp nhiều à, khớp tới 90%. Nha, như vậy thì cái triệu chứng khớp cần phải được chú ý để nhận diện của bệnh nhân lúa phân đỏ hệ thống. Ở đây là mình đang cố hết sức để làm sao mình có thể nhận diện bệnh nhân được sớm nhất. Nha, tôi đang phân tích các cái triệu chứng bệnh nhân đang có. Hệ thần kinh nó có nhiều quá, hệ thần kinh mắt có 15% trường hợp hả, thì nó là khô mắt ha, thì nó có 15% ít gặp, mình có thể không quan tâm tới. Nếu như mà tới khi mà mình ra soát tổn thương của cơ quan thì mình sẽ làm, nhưng mà để nhận diện mình không tìm triệu chứng mắt ha. Rồi tới hệ thần kinh thì nó tới 60%, không có được nhiều quá, yếu liệt, đi ngang đi thần kinh thấp, tức là không phối hợp với các cơ quan, mà tổn thương thần kinh trung ương, rồi tăng thần, rồi rối loạn, giảm trí nhớ, mất chức năng nhiều quá nhiều, nó cũng chỉ có 60%, thì chắc là nó cũng không gặp nhiều. Nha, đang phân tích là cái độ tim thường gặp nhất là viêm màng đầu tim, viêm nội màng cũng có 25% trường hợp. Đau bụng, tại sao bệnh nhân có đau bụng? Thì đau bụng ở đây thì thường thường nó do tắc các cái mạch máu, tại vì nó tổn thương của cái các cái mạch máu nhỏ và nó tắc mạch, và tắc mạch của mạch treo tràn trên, nó sẽ làm cho bệnh nhân bị hoại tử đau bụng. Và đau bụng cũng chiếm có 20% có nhiều, thận chiếm có 30% thôi. Nên tuy nhiên gần như tất cả những bệnh nhân mà có tổn thương thận thì tiên lượng rất xấu. Tiên lượng rất xấu, và ở đây thì nó ghi là 30%, nhưng mà thực sự thì nó sẽ dao động khoảng từ 30-50%, tùy theo cái tiêu chuẩn mình đặt ra như thế nào gọi là tổn thương thận. Nếu như mà tổn thương thận nó được định nghĩa là khi mà có tiểu máu kiểu của cầu thận hoặc là đạm niệu trên 0.5g trong 24 giờ, thì cái tỷ lệ này nó sẽ tăng cao và nó quan trọng. Nha, tức là chỉ cần một cái tổn thương chớp ở thận là mình phải tiên lượng bệnh nặng và phải có các điều trị khác rồi. Tới ở cơ rất là ít, ở dưới 5%, huyết học 75% nhiều lắm. Huyết học thì hoặc là thiếu máu, hoặc là giảm cầu, hoặc là giảm tiểu cầu, mà tới 75% thì là nhiều. Nha, như vậy thì mình tóm lại những cái cơ, những cái triệu chứng mà thường gặp nhất ở trên bệnh nhân lupus. Thứ nhất là triệu chứng toàn thân, mệt mỏi, sốt không giải thích được. Thứ hai là ở da niêm. Trong da niêm người ta sẽ chú ý mấy cái triệu chứng, nó không phải là mấy triệu chứng này dễ đâu, mà nó sẽ là một băng nước mướt, rụng tóc, lét miệng là da niêm thường gặp nhất. Rồi kế tới nữa là biểu hiện của khớp, thì tổn thương đến khớp tí xíu nữa sẽ mình sẽ được học chi tiết, và kế đến nữa là tổn thương huyết học nha. Thiếu một, thiếu bị giảm một trong ba dòng của mạch máu, thì ở đây là vì ở tại các cái cơ quan thì cái tổn thương nào thường gặp thì nó chỉ nhắc lại cái chỗ kia thôi, nhưng mà đây thì ở đây ở chỗ bên kia không có nhắc, mà đây thì mình thấy ha, nội tổn thương ở miệng là cái lết ở trong miệng thì nó lại ra thành một cái triệu chứng, vì nó là triệu chứng thường gặp. Ở đây nó chỉ liệt kê những cái triệu chứng thường gặp thôi. Đó thì mình thấy có máu này, ở miệng có cái loét này, ở da có một băng dính nước này, ở khớp và ở cơ xương khớp ha. Thì bây giờ mình sẽ vô các cái hình này. Mình sẽ vô các cái hình này để mình coi. Thì mình thấy là ở cái hình này nó cũng cho thấy là cái tổn thương của hồng băng dính nước. Mình thấy hai bên
lấn xuống nét mũi má. Nó có một cái bệnh nó gọi là bệnh rosé, tức là cái mặt nó hồng lên do bị cái mụn á. Nhưng mà trong trường hợp này cả cái mặt bị, cái mũi bị, mặt bị, chứ không phải nó chỉ ở hai quả má, là trên nét mũi má như là hồng băng cánh bướm nha. Thì đây là cái hình của hồng băng cánh bướm, và đây là cái hình của hồng băng nhạy cảm ánh sáng. Hồng băng nhạy cảm ánh sáng là sao? Tức là nếu như mà mình ra ngoài ánh sáng thì thường là mình bình thường, còn nếu như mà mình phơi nắng lâu quá thì cái chỗ vùng da nó lại là bị cháy nắng, nó hồng lên là thôi. Còn ở bệnh nhân bị lupus ban đầu hệ thống, cái da nó cực nhạy nhiễm với lại ánh nắng. Giống như lúc đầu tôi nói, một trong những cái yếu tố khởi phát của bệnh đó là thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời. Thì khi mà tiếp xúc vô thì cái vùng da nó nhạy cảm, là ta chỉ cần hơi nắng nhẹ thường thôi, thì những cái chỗ mà có tiếp xúc trực tiếp với nắng không được áo quần che, nó sẽ bị viêm. Nắng da nó viêm lên, nó chảy nước vàng và nó viêm, nó lở lại nha. Thì đây là triệu chứng của hồng ban nhạy cảm ánh sáng. Còn ngoài ra nó còn có cái tình trạng là cái da nó bị tổn thương mãn tính. Trong trường hợp là sao mà biết nó tổn thương mãn tính? Trong cái trường hợp là tổn thương sàn mãn tính thì nó sẽ có tình trạng sừng hóa, hoặc là ở trung tâm, hoặc là thường ở rìa ngoài, nó bị sừng hóa nó dày lên, và nếu như nó nặng thì nó gọi là keratosis, tức là bị hóa sừng. Nó lại với những cái bẫy cứng á, cái bẫy cứng thì cái đó là tổn thương mãn tính. Đây cũng là tổn thương mãn tính, ở rìa ngoài nó bị dày lên và bị sừng hóa. Thì ở Việt Nam thì mình chỉ gặp cái tổn thương mãn tính này, và thường nhất là mình gặp hai cái triệu chứng là hồng băng cánh bướm và hồng băng nhạy cảm ánh sáng. Và còn đây thì một lần nữa nó chụp lại cái hình của những cái vết loét ở trên cái vùng cổ cái nha. Thì cái loét miệng của cái lúa ban đầu hệ thống nó giống giống như là bị áp, có biết áp không? Áp là áp tới tích, là do bị yếu ở trong miệng, nó có những cái vết loét ở trong miệng. Đầu tiên thì nó hồng, nếu như mà nó nhiễm trùng thì nó đắng, và nếu như mình uống nước hoặc nước muối hoặc là ăn đồ mặn thôi thì nó sẽ rát thiệt và rát. Có bị đó bây giờ chưa? Chưa bị bao giờ hay vậy? Chưa bị bao giờ hả? Cái này nó là triệu chứng phổ biến ha, rất là hay gặp nha. Nó gọi là áp, gọi là áp lở miệng đó nha. Thì nếu như mà cái áp đó thì nó rất là đau, đặc biệt là khi mà nó bị bội nhiễm, nó bị nhiễm trùng rồi thì nó rất là đau. Còn trong cái lúa phân đỏ thì không, hoàn toàn không đau. Do đó là bệnh nhân có thể không biết. Mà nếu như mình nghi ngờ bệnh nhân lupus ban đầu hệ thống thì mình bắt người ta cái khám nghiệm ra, rồi mình dùng đèn mình xoay hết từ cả hai bên đi mặt má cho tới vùng cổ cái nha, để rồi mình coi có cái vết loét mà không đau đặc trưng của cái lupus ban đầu hệ thống hay không. Về cái khớp thì cái nếu như mà chỉ xét cái triệu chứng bên ngoài thì cái tổn thương khớp của lupus ban đầu hệ thống hơi giống cái khớp của viêm khớp dạng thấp, tức là nó bị tổn thương nhiều nhất là khớp ở bàn tay, khớp tiêm đốt gần, khớp bàn ngón, khớp cổ tay thường nhất. Nhưng mà nó có một cái điểm khác giữa lupus ban đầu hệ thống và viêm khớp dạng thấp. Nếu như mà trong cái viêm khớp dạng thấp thì mình nhớ tổn thương đầu tiên là tổn thương của màng mặt dịch, và sau đó cái tình trạng viêm nó xâm lấn vào trong cái mặt xương, mặt xương rồi tới cái tất cả các mô xung quanh, đó là hiện tượng xoáy mòn do viêm, nên nó bị khớp rất là nhiều. Còn trong cái lupus ban đầu hệ thống thì cái tình trạng viêm này nó ảnh hưởng tới mô quanh khớp là chủ yếu, nó làm tổn thương của, nó làm viêm và tổn thương cái mô quanh khớp, đặc biệt các dây chằng gân cơ. Và khi mà nó làm cho yếu hoặc là đứt cái dây chằng gân cơ này thì nó gây ra tình trạng trật hoặc là bắn trật của khớp. Thì mình thấy khớp nó cũng biến dạng, bàn tay nó cũng cong queo lại, giống như là trong viêm khớp dạng thấp. Nhưng mà chụp phim lên thì thấy nó có trật khớp thôi, còn ngoài ra xương hoàn toàn bình thường, không có tình trạng mòn mòn, không có tình trạng bắn xương. Và cái tình trạng cái khớp nó cong queo vậy đó, mình kéo cái thẳng lại tại vì nó vô khớp lại, rồi cử động cái để trật ra thì cong queo lại nha. Thì cái đó nó gọi là cái triệu chứng sắc phù, tại vì ông sắc phù là ông tìm ra cái
tổn thương khớp đặc biệt của cái robot. Thì mình có giống như là cô vừa nói, nó tổn thương nhiều các cái cơ quan. Thì từ năm 1997 là đã có cái tiêu chuẩn chẩn đoán của ACI, Hiệp hội khớp Hoa Kỳ. Thì trong cái hiệp hội khớp Hoa Kỳ này nó có 11 cái tiêu chuẩn, nó giống như là cô trình bày. Và 4 trong cái 11 tiêu chuẩn này thì được chẩn đoán xác định là robot trong rõ hệ thống. Nó gồm có lâm sàng, một ban chấn thương, một ban bị động đĩa, một ban bị đánh ánh sáng, loét miệng, viêm khớp, viêm mặt, tức là tại vì đau màng, tổn thương thận, tổn thương thần kinh, rối loạn huyết học, và kháng thể cá nhân dương tính tất cả các kháng thể còn lại. Anti-DSNA, các bạn cô có nói anti-SMIC, anti-phospholipid, nó chỉ có ba cái kháng thể này dương tính, nó cũng xét được của một tiêu chuẩn nha. Và nó có tổn thương cả ba dòng máu, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, nó cũng xét được của một nhóm triệu chứng, một điểm ha. Rồi có tổn thương thận vừa tiểu máu vừa tiểu đạm, cũng có một triệu chứng nha. Và nó được chẩn đoán khi có 4 trong 11 tiêu chuẩn trên. Thì bằng cách cái tiêu chuẩn này thì chẩn đoán thường là muộn. Và giống như cô trình bày lúc ban đầu là bệnh nhân, nếu như ở Việt Nam cách đây 30 năm, tức là khoảng năm 2008, tức là 2000, khoảng năm 2000 trở đi, lúc đó là mấy đứa trẻ chưa, trẻ rồi không, còn nhỏ xíu đó. Khi mà được chẩn đoán robot ban đỏ hệ thống, gần như bệnh nhân tử vong trong vòng 5 năm. Nó tới mức như vậy. Tại vì mình không có gì điều trị hết, nó cứ tiếp tục phát triển đến các cái mô và tử vong nha. Thì người ta thấy là con người tại ở tới thời điểm này hút phát triển rất là nhiều, và bệnh nhân có thể sống một cái cuộc sống bình thường nếu như được chẩn đoán sớm. Do đó là cái yêu cầu cái làm sao chẩn đoán càng sớm càng tốt. Và đó là cái nguyên nhân mà nó xuất hiện, cái nó ra đời của cái tiêu chuẩn SIS 2012. SIS là cái hiệp hội của lupus ở trên thế giới nha. Thì cái hiệp hội lupus ở trên thế giới này thì họ chia ra lâm sàng, thì cái tổn thương da nó chia ra nãy mình có nội da không là tới ba cái, là họ mang cái nước, họ mang cái cảm giác, rồi cái tổn thương da mãn. Một mình cái da nó có ba nhốt triệu chứng rồi, vậy đây nó một triệu có hai thôi, nhưng mà nó tách ra cái rụng tóc. Tại vì cái triệu chứng rụng tóc rất là thường gặp, phổ biến, là nó lên thêm ra. Nên là mình có hai cái nhốt da, một cái nhốt rác miệng, một cái nhốt rụng tóc, rồi viêm khớp, viêm thanh mạc là lâm sàng. Về cái dùng là phải dùng phối hợp thêm xét nghiệm thì có tổn thương thận, tổn thương thần kinh, máu nó tách ra. Thiếu máu là một tiêu chuẩn, giảm bạch cầu là một tiêu chuẩn, giảm tiểu cầu là một tiêu chuẩn. Tức là 11 tiêu chuẩn lâm sàng kèm với lại 6 tiêu chuẩn của miễn dịch học. Ha, trong cái tiêu chuẩn miễn dịch này thì ANA nó tách riêng ra, anti-DNA tách riêng ra, anti-SMIC tách riêng, anti-phospholipid tách riêng, kèm theo hai cái tiêu chuẩn mới. Đó là cái giảm cổ thể. Và cái giảm cổ thể này rất là quan trọng. Thứ nhất là nó thường gặp ở giai đoạn sớm của bệnh. Thứ hai nữa là nó đáp ứng với lại cái, nó thay đổi theo cái diễn tiến của bệnh rất là nhanh. Vì vậy C3, C4 này nó được dùng vừa để chẩn đoán bệnh, mà vừa để tiêm ngừa bệnh, mà vừa để theo dõi đáp ứng điều trị. Đó là C3, C4. Còn ngoài ra nó còn có cái test cung trực tiếp. Thì cái test cung trực tiếp này ít sử dụng trên lâm sàng hơn. Và với 11 tiêu chuẩn lâm sàng và 6 tiêu chuẩn miễn dịch thì cũng vậy, chỉ cần có 4 tiêu chuẩn, trong nó bắt buộc có đủ 2 nhóm, mỗi nhóm phải có ít nhất 1 triệu chứng thì mới được chẩn đoán xác định. Và ngoài ra giống như là cô vừa nói, cái tổn thương thận trong cái robot, thứ nhất là nó đặc hiệu, thứ hai nó quá là quan trọng, nó giúp cho tiêm ngừa bệnh luôn. Vì vậy mà nó đặc hiệu ở trên cái lam sơn trẻ có bệnh. Và nếu như mà khi mà mình làm cái sinh thiết cái thận, thấy được cái hình ảnh tổn thương thận của cái bệnh robot, chỉ cần thấy cái hình ảnh trên trẻ có bệnh này kèm với một trong hai cái kháng thể, từ kháng thể ANA hoặc là anti-DNA là có thể chẩn đoán.
gì ha, không cần thấy cái gì cũng khác, cho thấy là cái tổn thương thần nó rất là quan trọng. Thì khi mà cái tiêu chuẩn xít ra đời thì nó giúp cho được một cái việc là chẩn đoán sớm bệnh nha, và người ta chấp nhận là biết lòng hơn bỏ sót, nghĩa là chẳng là đánh điều trị dư ha, còn hơn là để chẩn đoán sót thuốc mà đem đến tổn thương các cái cơ quan. Và cái như vậy thì mình có thể đoán được cái độ nhạy của cái xét nghiệm này nó tới 80 mấy%, nhưng mà độ đặc hiệu nó có thể nó mấy phần trăm thôi, nghĩa là dương tính giả rất là nhiều ha. Thì trong cái quá trình điều trị, trong cái quá trình sử dụng cái tiêu chuẩn xít này thì người ta thấy là đúng là nó có thể giúp cho đường chẩn đoán xác định đường, nhưng mà nó chẩn đoán dương tính giả nhiều, đưa đến là điều trị dư nhiều. Và các thuốc mà điều trị lupus, thứ nhất là mắc tiền, thứ hai nữa là có tác dụng phụ, như vậy thì cũng là không tốt. Thì sau khi mà cân nhắc đắn đo tính toán lợi hại thì tới năm 2019 nó đưa ra một cái tiêu chuẩn là ERA-ASIA, tức là hai cái hiệp hội khớp quan trọng ở trên thế giới. ERA là cái khớp của châu Âu và ASIA là của Mỹ, tức là toàn những cái đại đế quốc trên thế giới nha, thì nó phối hợp lại nó đưa ra cái tiêu chuẩn này. Thì mình biết là cứ mỗi cái tiêu chuẩn chẩn đoán ở đâu ra tiêu chuẩn chẩn đoán, nó dựa trên rất là nhiều cái nghiên cứu về dịch tễ mà cô học tức là theo thời gian kéo dài, và nó rút ra được những cái yếu tố quan hệ, những cái yếu tố lâm sàng quan trọng giống như cô phân tích này, thì nó mới tổng hợp lại nó mới ra được cái tiêu chuẩn chẩn đoán này. Và khi mà mình đọc thì mình sẽ thấy có hai cái loại tiêu chuẩn chẩn đoán, một loại nó ghi là classification criteria, một loại nó ghi là diagnostic criteria. Vậy thì hai cái này nó khác nhau như thế nào? Cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán, một cái là lâm sàng và một cái là phân loại. Nhưng khi mà có chữ phân loại này thì ý nghĩa nó là gì? Mình đọc mình sẽ thấy rất là nhiều cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà nó là classification, còn một số các khác thì nó chỉ ghi là diagnostic criteria thôi, các tiêu chuẩn chẩn đoán thôi. Vậy thì nó khác nhau sao? Thì mình biết như vậy là khi mà nó dùng chữ classification, thường là độ nhạy và độ đặc hiệu không nó đều cao hết. Vì sao như vậy? Và nó đòi hỏi nó có đầy đủ hết tất cả các cái xét nghiệm nha. Tại vì trong nhu cầu cái bệnh mà nó càng được nghiên cứu nhiều thì nó càng có nhiều nghiên cứu trên lâm sàng, thì muốn so sánh cái kết quả, muốn sử dụng quả này thì nó phải có cùng một cái tiêu chuẩn như nhau, tiêu chuẩn chẩn đoán như nhau, nó phải đồng nhất với nhau thì mình mới nói được là cái nào tốt hơn cái nào nha. Thì đó là cái mục đích của cái classification criteria, nó rất là chuẩn, nó rất là chuẩn, nhưng mà để dùng nó thì làm rất nhiều xét nghiệm, cái khác rất là kỹ mới dùng nó được. Thì đó là cái tiêu chuẩn của 2019. Thì trong cái tiêu chuẩn này, bước đầu tiên bắt buộc phải có, em thấy nó định nghĩa rất là rõ ràng. Bước đầu tiên chỉ nói tới xem xét lupus ban đầu hệ thống khi bệnh nhân có kháng thể cá nhân ANA dương tính, mà ANA dương tính với lại cái chiều giá của nó phải lớn hơn 1.8. Mà nó không có chiều giá, tại vì trong cái xét nghiệm nó sẽ trả lời cái chiều giá là phải có cái ANA nhân tính đã. Nếu như mà không có ANA nhân tính thì không tính tới lupus. Và khi nào có ANA nhân tính thì mới bắt đầu tính tới các tiêu chuẩn kế tiếp. Thì đây là các tiêu chuẩn kế tiếp, và nó cũng chia ra làm hai nhóm rõ ràng, một bên là lâm sàng và một bên là miễn dịch học. Thì trong cái lâm sàng thì giờ mình thấy là tùy theo cái mức độ phổ biến thường gặp của triệu chứng đó mà cái điểm nó sẽ cao hay thấp nha. Mình thấy nó sốt đó, triệu chứng còn hơn constitutional nó cũng là thường gặp thì 2 điểm. Trong cái huyết học thường gặp thì giảm bạch cầu 3 điểm, nhưng mà giảm tiểu cầu với lại 8 điểm tới 4 điểm, mỗi tháng tới 4 điểm ha. Rồi xong rồi tới triệu chứng của thần kinh
thì chỉ có cái triệu chứng co giật nó mới đặc hiệu ha, thì nó tới 5 điểm. Còn cái triệu chứng của tâm thần hoặc là run rẩy nó chỉ có 2-3 điểm thôi. Về da đêm, rụng tóc mà không có để sẹo có 2 điểm thôi, lét ở miệng có 2 điểm thôi thì nó không đặc hiệu. Nó có nhiều mà nó không đặc hiệu. Rồi cái hồng ban vòng, các hồng ban đĩa ở da cái 4 điểm. Rồi cái tổn thương cấp tức là hồng ban cánh bướm, hồng ban đĩa đã khác tới 6 điểm nha. Hồng ban cánh bướm là đặc hiệu tới 6 điểm. Tàn dịch đã mà cũng nhiều lắm mà. Tàn dịch mặt tim tới 6 điểm, tàn dịch mặt phổi 5 điểm, xương khớp tới tổn thương của khớp tới 6 điểm nha. Điểm càng nhiều tức là cái khả năng mà mắc của cái đặc hiệu của cái triệu chứng đó đối với bệnh lupus càng cao. Tổn thương thận, nếu như mà có sinh cái thận thì nó mười. Hồi nãy cô vừa giải thích là cái thận nó là quan trọng đó, để chỉ cần một mình cái sinh cái thận với lại cái ana là đủ để cho nó. Để đây cái sinh cái thận mà có cái phân loại gì đó để 8 điểm 10 điểm để cho thấy cái thận nó quan trọng như thế nào. Và bên cạnh này ha, một loạt cái ở đây thì mình thấy là ana là điều kiện tiên quyết phải có nha. Thành ra là bên đây còn lại anti-phospholipid cứ đưa đi thằng đây. Tại vì anti-phospholipid là nó tiên lượng cho tình trạng tổn thương mạch máu nhỏ, tắc mạch rất là nguy hiểm trong bệnh lý lupus. Thành ra là cái anti-phospholipid nó đưa lên hàng đầu, dù nó có 2 điểm thôi nhưng mà nó tiên lượng mạnh của bệnh nha. Rồi tới bổ thể, bổ thể mình thấy đó, hai cái luôn thì 4 điểm mà một trong hai cái thì 3 điểm. Acetylcholine rất là hay dùng lắm, cũng lại cô cũng thích rồi. Rồi cái anti-GNA hoặc là anti-SPID 1 trong 2 cái nó còn là 6 điểm. Cái anti-SPID nó cũng là rất mất rất ít dương tính, nhưng mà nó dương tính thì nó rất là nhẹ, nên là nó rất là đặc biệt cho cái bệnh lupus hoàn toàn hệ thống. Thì khi mà tổng hợp lại chỉ cần có 10 điểm thôi, là một mình cái sinh lý phẩm đặc biệt thôi là đủ để chẩn nó luôn nha. Thì cái này nó gọi là tiêu chuẩn classified criteria của lupus hoàn toàn hệ thống. Nhưng mà giống như là cô vừa nói vậy thì mình phải tưởng toàn bộ, phải có anti-phospholipid, phải có kháng thể hữu nhân, phải có anti-GSDNA và phải có anti-SPID nha, có đủ hết trơn thì mới dùng tiêu chuẩn này được. Mà trong thực tế là mình có thể dùng hết cho bệnh nhân gì không? Nó tốn kém, không cần thiết. Làm sao để mình được nhận diện ra càng sớm càng tốt ha, thì làm sao để nhận diện càng sớm càng tốt như vậy thì mình sẽ dựa vào những triệu chứng mà thường gặp ở người Việt Nam. Lý ra muốn nói triệu chứng là thường gặp ở Việt Nam phải có một cái nghiên cứu dịch tễ đàng hoàng. Nghiên cứu dịch tễ của lupus này thì tốt tiền chịu không nổi, tại vì nghiên cứu dịch tễ phải dùng trong cộng đồng nha, chịu không nổi. Thật ra chả có nghiên cứu nào ở Việt Nam hết, thì tôi chỉ dựa vô sách vở của nước ngoài, các cái vùng ở châu Á kèm với lại trong thực tế và tôi tiếp xúc với bệnh nhân lupus màu đỏ của 25 năm nha. Ha, thì mấy em chỉ nhớ như vậy, tôi chỉ nhắc lại cái thường nhất là lupus hay gặp ở nữ trẻ tuổi, cái tỷ lệ nữ thì nam tới 1/10 nữa ha, 10 nữ thì mới có 1 nam mà bị lupus, nên là cái khả năng mà của nữ cao hơn. Mà nữ thì ở tuổi nào cũng gặp, tuy nhiên thường nó khởi phát ở người trẻ tuổi, do đó là cứ nữ trẻ tuổi mà mệt mỏi không giải thích được, mệt mỏi không giải thích được là lúc nãy tôi vừa nói rồi, nó như thế nào gọi là mệt mỏi không giải thích được ha. Và cái triệu chứng đầu tiên mà thường thường là bệnh nhân Việt Nam bị là đau khớp, đau khớp mơ hồ, đau khớp không có điển hình, hoặc là hồng ban cánh bướm nha. Thì cái triệu chứng thường gặp nhất đầu tiên và gặp sớm nhất là mệt mỏi không giải thích được. Làm sao biết mệt mỏi không giải thích được? Đâu có bệnh nhân nào tới mà nói là em mới bị bồ bỏ bây giờ đó, mà em có hỏi là nhiều nó không nói ra nha. Thì mình chỉ hỏi được lựa thôi, ví dụ như mà nghỉ ngơi không làm gì hết, mới sáng sớm dậy tức là không đi học, không đi làm, không gì hết trơn, mới sáng sớm dậy có mệt hay không? Mà là sao xuất hiện bệnh thì mình phải quan tâm. Và làm sao để biết có bệnh hay không? Cách rất là
đã tự miễn rồi thì nó viêm. Vậy làm sao biết nó viêm? Phải thử cái xét nghiệm, tức là trung thực nhất, không dựa vô cái chủ quan của bệnh nhân, thì mình cần phải phối hợp với lại xét nghiệm. Thì trong xét nghiệm thì biết rồi, không có xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm VSCRB nha. Thì trong lupus mà hệ thống cơ chế vì sao người ta không biết, trong tất cả các bệnh lý viêm khác, trong tất cả các bệnh lý tự miễn khác, VSCRB đều tăng, nhưng mà trong lupus mà hệ thống chỉ có mình VS tăng, thường là tăng càng nha. Thì nữ trẻ tuổi mệt mỏi không giải thích được, có thể có thêm triệu chứng ấn khớp hoặc là hồng ban không ăn, thử thấy VS tăng cao, CRB không tăng thì nhận thức thì tới là lupus mà hệ thống. Và lúc đó thì mình mới bắt đầu mình ra từ trên xuống dưới. Cái điều mà tôi nói với các em chỉ nó là như vậy. Cái bệnh lupus mà hệ thống nó giống như là trong kinh thánh ạ, cái gõ thì cửa mới mở ha. Em mới nghĩ tới nó thì em mới xác định được cho nó. Nó không có đầu em thấy đâu mà em xác định cho nó, cái đầu mà em lôi cái tiêu chuẩn gì ra em mà xác định cho nó. Phải nghĩ tới nó, làm đúng xét nghiệm phù hợp dựa vô tiêu chuẩn chẩn đoán thì nó mới ra, hiểu không? Thành ra là cái quan trọng nhất trong thực hành lâm sàng, làm sao trong đầu mình có được một cái ý tưởng để mà tiếp xúc với bệnh nhân như vậy là ngay lập tức khi nghĩ tới là có thể bị lupus mà hệ thống, và đi làm hết các xét nghiệm để tra khám hết các cái cơ thể bệnh nhân để tra với tiêu chuẩn chẩn đoán để xác định được đó. Có hiểu ý tôi nói không? Cái khâu quan trọng nhất, cái khâu em nghĩ tới bệnh này, không nghĩ tới cái đầu thì làm cái xét nghiệm để nó ra, nó xét nghiệm như vậy nó quá là hiệu, không nghĩ tới nó cái đầu làm thì nó ra, hiểu không? Cái thứ hai nữa là bệnh nhân mệt mỏi không giải thích được, khi mà thử có VS tăng kèm theo giảm một trong ba dòng máu, ha, giảm một trong ba dòng máu mệt mỏi không giải thích được. Vài tháng nay bé tăng cao, ngay lập tức khi nghĩ tới lupus mà hệ thống thì chuyện đó được chưa? Dựa trên lâm sàng không, bệnh quá không giải thích được, với lại đau nhức khớp hoặc là mũi nóc hoặc là có hồng ban không ạ, nên bệnh quá không giải thích được, khi thử máu liền có bé tăng, có giảm một trong ba dòng máu, phải nghĩ tới lupus mà hệ thống và tìm cách loại trừ nó hoặc là chẩn đoán xác định nó nha. Và sau khi mà em bằng cái tiêu chuẩn nào cũng được, bằng cách nào cũng được, em có thể loại trừ hoặc là chẩn đoán xác định lupus rồi. Đó thì đây thì nó chỉ cái hình này nó chỉ cho thấy là trong cái bệnh lupus mà hệ thống nó có cỡ khoảng 100 cái tự kháng thể, nhưng mà bốn cái tự kháng thể quan trọng nhất là lúc nãy tôi vừa nói, kháng thể cá nhân có Phospholipid, Spic và Anti-DNA, còn mấy kháng thể khác thì nó chỉ nằm trong nghiên cứu. Và sau khi mà chẩn đoán là lupus rồi thì ngay lập tức mình phải phân độ của cái lupus đó. Thì nhớ là các cái tổn thương ở da, nó dù là nó có cỡ da từ đầu đến chân đó, hoặc nó chỉ có một ba cái bước đó, hoặc là tổn thương ở khớp, hoặc là tổn thương mũi nóc, hoặc là tổn thương ở các cái màng tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, nghe rất là ghê, nhưng mà các triệu chứng đó thì được xét vô loại nhẹ nha, đều xét vô loại nhẹ, nhưng mà tổn thương vô trong cái nội tạng bên trong, ví dụ như là thận, như là cơ tim, như là cái mặt keo mà tắc mạch của mặt keo tràn, hoặc là não, hoặc là hoặc là huyết học, thì nó sẽ làm phân loại trung bình như thế này. Nha, chỉ có tổn thương khớp da ngoài với mấy cái màng thì mới nhẹ thôi. Tuy nhiên tổn thương khớp, tổn thương da, tổn thương các màng mà điều trị như là lupus nhẹ không đáp ứng thì lập tức chuyển nặng. Nha, ngay lập tức phải đánh giá nó là loại trung bình như thế này. Tại vì trung bình nhẹ với trung bình nặng điều trị hoàn toàn khác nhau, thuốc sử dụng hoàn toàn khác nhau, ta phải phân loại. Và ngay sau bước mà phân loại của lupus rồi thì phải xác định yếu tố nguy cơ, vì chỉ cần mình cắt đứt những yếu tố nguy cơ này là mình có thể giảm được cái tình trạng tiến triển nặng của bệnh. Thì trong đó yếu tố nguy
không được để stress, không, các